Tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam xin được thông báo đến tất cả các bạn về đêm tỉnh nguyện mùa chay với chủ đề Mơ được lấy cảm hứng từ hoa thiên của cha bề chính cả. Tỉnh nguyện sẽ được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ Ba Thôn, quận 12. Ban tổ chức cũng bật mí cho tất cả mọi người chương trình tổng quát như sau nhé. 15 giờ, chào đón và check-in. 16 giờ, chia sẻ chủ đề. 16:50, hồi tâm xưng tội. 17:50, thánh lễ. 19:10, bữa cơm huynh đệ. 19:30, đêm tỉnh nguyện và say đi. Trong đêm tỉnh nguyện này, chúng ta có sự góp mặt của quý ca sĩ khách mời: ca sĩ Đình Tài, ca sĩ Hoài Uyên, ca sĩ Phi Nguyễn. Rất mong được hẹn gặp lại các bạn tại giáo xứ Ba Thôn. Mọi chi phí trong đêm tỉnh nguyện sẽ được tỉnh dòng tài trợ.